chiều ngày 30 tháng 1, trường tiểu học Ngọc Sơn và trường tiểu học Quang Trung thực hiện chuyên đề chuyên môn cấp quận, vận dụng linh hoạt phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm mở rộng vốn từ và rèn kỹ năng nghe, nói, viết cho học sinh trong môn tiếng Việt lớp 2, lớp 4 năm học 2023-2024. Tới sự của lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận, cán bộ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn quận. Trong nội dung chuyên đề, cô và trò trường tiểu học Quang Trung và tiểu học Ngọc Sơn thực hiện hai tiết dạy minh họa môn tiếng Việt. Trong đó, giáo viên Đào Thị Hương, trường tiểu học Quang Trung, lên lớp tiết 1 môn tiếng Việt lớp 4 nói và nghe bài Những tấm gương sáng tuần 23. Mục tiêu của bài học là học sinh biết nói trước nhóm, trước lớp ý kiến của mình về một người lao động hoặc chiến đấu hy sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc bình yên cho mọi người, biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn, biết thể hiện cảm xúc tình cảm của mình trước những tấm gương sáng hy sinh vì quê hương đất nước. Trong tiết dạy, giáo viên kết hợp lồng ghép giáo dục phòng cháy chữa cháy, quốc phòng và an ninh, quyền con người qua các hoạt động của bài dạy. Giáo viên Đỗ Thị Thanh Thúy trường tiểu học Ngọc Sơn lên lớp tiết 2 môn tiếng Việt lớp 2, luyện tập mở rộng vốn từ về thiên nhiên, câu nêu đặc điểm, tuần 22. Mục tiêu của tiết học là phát triển năng lực nói và viết cho học sinh qua các hoạt động, xếp các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm vào cùng nhóm, biết giải thích nghĩa một số từ, sử dụng các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm để ghép thành câu nêu đặc điểm, biết hỏi và trả lời về đặc điểm của sự vật. Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, nêu vấn đề, gợi mở, trải nghiệm, trò chơi, tự thiết kế đồ dùng dạy học kết hợp với thiết bị công nghệ, máy soi, TV, tạo hứng thú cho học sinh, tham gia học tập phát huy được năng lực cá nhân và hợp tác nhóm trong thực hiện các hoạt động hai tiết dạy được đánh giá đều đi đúng hướng theo kế hoạch bài giảng đảm bảo mục tiêu bài học cũng như yêu cầu mục tiêu chuyên đề đề ra hai cô giáo vận dụng các phương pháp hình thức tổ chức lớp phù hợp duy trì tốt sự tương tác giữa cô với trò trò với trò giáo viên xây dựng được hệ thống kiến thức logic kết nối phần chia sẻ của học sinh với nội dung bài giảng có liên hệ thực tế tích hợp được nhiều nội dung kiến thức lồng ghép khéo léo học sinh tự tin có kỹ năng nghe nói tốt nắm được kiến thức nội dung chia sẻ phong phú